được đồng nghiệp thân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà. Cảm ơn các bác, chú dì, anh em, bạn bè, bà con lối xóm của hai bên gia đình đã được trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Nào, chúng mời quý vị, chúng ta sẽ được tiến bước trở về bên phía tòa nhà lớn của gia đình. Và như vậy là công tác chuẩn bị của gia đình, ban tổ chức chúng tôi đã được hoàn thiện. Thưa quý vị, một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa các bác, các anh, các chị cùng toàn thể hội trường hôm nay, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu, cháu Tâm và cháu Nguyên, đến giờ phút này thì các bước tiến hành chúng ta đã tiến hành. Và hôm nay chúng tôi về đây với các cụ ông, cụ bà, các bác, các anh chị, họ nhà gái. Chúng tôi còn lại hai cái lễ nữa là lễ nạp tài và xin cưới. I have set my sails on fire and watch my vessel sink. Đầu tiên tôi xin có lời chào trân trọng nhất tất cả các ông, các bà, các bác, các anh, các chị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các ông, các bà, xuất phát từ tình bạn cho đến tình yêu của hai cháu, cháu Tâm và cháu Nguyên. Tình yêu đã chín muồi, đã đến lúc kết duyên. Hôm nay được sự thống nhất của hai cháu, được sự đồng ý của hai bên gia đình. Ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai đã có những lễ tinh thần lẫn vật chất đến họ nhà gái chúng tôi để làm cái lễ gọi nạp tài. Từ giờ phút này trở đi, cháu Phúc Tâm và cháu Nguyên trở thành là vợ chồng chính thức, trở thành một người con dâu của nhà mới. Thì cũng mong rằng cháu Nguyên hãy phát huy tinh thần của gia đình đã có, sống làm sao có ích cho gia đình và xã hội, sống chan hòa với mọi người xung quanh để có ích cho xã hội. Đồng thời cũng mong gia đình chúng ta hai nội ngoại vun đắp cho hai cháu trở thành một gia đình hạnh phúc, và chúc hai cháu sống trăm năm hạnh phúc. Tôi thay mặt cho hội gái chúng tôi xin kính chúc các ông, các bà, nội ngoại cả có mặt hôm nay sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ạ. And I
first saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. Này đây sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.